Yo, hello, 1, 2, 3, 4, nghe rõ trả lời. Ok, hello, xin chào các bạn. Là mình, kênh tôi đây, và hôm nay mình sẽ có một số thay đổi cập nhật về trả về cái gì cả. Hôm nay sẽ chúng ta sẽ đến là sự cái rò rỉ thông tin về cái con gameplay của Valorant hay còn gọi là Project A của bên Riot. Thì hiện tại thì về mặt đồ họa thì và gameplay thì có thể là đã gần xong và các ông ấy đang tận dụng cơ hội thật nhanh để có thể tạo ra con game này, chắc là cũng chờ đến hè để tăng ấy đây. Thì hiện tại là đã có một cái game video về gameplay nhá, thì các ông muốn xem full 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 hình ấy, full sen ấy, thì các ông có thể xem ở phần link mô tả bên dưới của tôi, tại vì tôi sẽ không 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 cho full đâu, tôi sợ bị dính bản quyền lắm. Thực ra không dính đâu nhưng mà tôi vẫn sợ. Ok, đây là full game. Đây là bản alpha beta. Đấy, mình đoán nếu sai mà. Ngay từ lúc đầu cái bản game này ra là mình nghi vấn là nó sẽ theo kiểu là một phần là nửa giống Overwatch, là nhân vật có khả năng dùng skill, một phần là nó sẽ cho kiểu có thể lên đồ, nó giống như kiểu game truy kích, đột kích xong thì CF Godfrey. Đấy, Half-Life các kiểu. Đấy, đúng y hệt như mình tưởng tượng luôn. Tại vì nhá, như như thế này này, nếu mà Riot ấy mà có ý định phát triển một tựa game giống với Overwatch thì chắc chắn là sẽ không thể, tại vì là hiện tại là cái thể loại đấy nó đang khá là thoái trào rồi. Thực ra là cũng vẫn còn nhiều người chơi nhưng mà nó không được ưa chuộng như kiểu năm 2016 nữa. Thì bây giờ mà cậu mà theo cái phong trào của đấy thì sẽ không bao giờ thành công được, nên là mình cũng đang nghĩ đến việc là sẽ vừa cho Overwatch xong lại vừa kết hợp với cái kia vào vô đấy, mẹ nó hợp lý không? Mình nói đều có sai mà, nghĩa là súng ống đạn dược là ok, mình sử dụng súng đạn dược thì mình sử dụng, mình mua súng ống đạn dược nào cũng được, có thể là súng ống đạn dược nào mình cũng dùng được hoặc là tùy theo từng class thì từng loại súng, nhưng nói chung là mình không bị mặc định bó buộc bởi một loại khẩu súng nào như kiểu Overwatch là hầu như là bó buộc hết đấy. Thì cái này được cái là có cái lợi là không bị bó buộc bởi súng ống. Không bị bó buộc bởi súng ống. Thế cũng có cái lợi. Ok, thì đây là gameplay. Cái này chắc là ulti nhỉ. What the fuck? Đấy, hầu như nói chung là gameplay nếu mà nếu mà nhìn tổng quan thì gameplay này nó cũng bình thường thôi, nó cũng nếu mà theo theo nhận xét của mình thì nó đẹp thì nó đẹp thật, nhưng mà nếu mà so với một số con game như kiểu là CSGO ấy thì không bao giờ đẹp bằng CSGO được. Mình nói thật một câu, mình phải nói thật, không bao giờ đẹp bằng CSGO. Nhưng mà game này nó lại có một cái mình thấy đẹp ở cái chỗ là cái kiểu thiết kế thì nó không không được thật, nhưng mà nó lại thiết kế ảo hoạt hình thì nhìn nó lại sướng mắt đấy, các ông hiểu không? Nó lại sướng mắt đấy. Mặc của mẹ cái cài đặt ngầu vậy, mặc dù là nó không không được đẹp như đồ họa của CSGO, nhưng mà mình nghĩ là thế này là vẫn 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 đáng để chơi, vẫn ngon. Có mẹ đặt bom à? À chưa đặt bom. Nó cũng hay mà, nói chung là nhìn nhìn đồ họa cũng được. Nhưng mà mình có cảm giác là nó không nó hơi chậm ấy. Mình không biết là có ông nào ông chơi truy kích không. Game truy kích bây giờ rác vãi. Thực ra nó không phải là rác mà là ít người chơi, với lại súng nó làm mất cân bằng. Thực ra bây giờ mình vẫn vô để mình điểm danh nhưng mà mình không chơi nhiều. Thì cái gameplay mình cảm giác nó giống giống kiểu đấy, nó không không được nhanh ấy. Cái tốc độ trận đấu cảm giác không được nhanh như lắm, kiểu kiểu cách di chuyển của nhân vật thế này cách di chuyển này cũng nhanh rồi nhưng mà nó không không được nhanh nhạy. Bây giờ ông nào mà chơi Overwatch hoặc là ví dụ Apex Legends chẳng hạn thì câu sẽ thấy là cái đồ cái gameplay của nó khá là nhanh, khá nhanh đấy nhá, nó nhanh lắm, nó vèo vèo xong cái tốc độ chạy nhanh. Cái game này thì cái tốc độ chạy của nhân vật nó chậm, nhưng còn còn cái còn cái kiểu chơi nó nhanh hay chậm ấy thì nó còn tùy nữa. Mình cũng chưa chơi nên mình cũng chưa biết như thế nào. Hiện tại mình nhìn thì mình có cảm giác thôi nhá, mình có cảm giác là tốc độ trận đấu nó không nhanh thôi, chứ còn về sau chơi thì như thế nào mình cũng chưa biết. Đấy, kiểu cảm giác đồ họa đẹp mà, cách chơi đẹp mà, như hay mà, nhưng mà vấn đề là mình không biết là về sau cái phần cái phần phần phần
quên mẹ mất mình nói gì rồi. Thế nói chung là Công cứ hiểu thế đi, cứ hiểu hiểu những gì tôi nói thì sau cô hiểu cái khổ tôi cũng chả nói nữa, tại vì tôi cũng nhớ tôi bảo cái gì. Ok ok thì xong đồ họa xong thành công. Con game này thì mình thấy đồ họa nó không được mượt, cảm giác nó không mượt như CSGO, nhưng mà mình lại thích chơi nên là mình mong là cái này nó đòi đồ họa RAM cấu hình 2GB thôi, vậy máy mình nó chỉ có 3GB và nó xấu, máy mình nó gọi là nó xấu và thậm tệ vãi xưởng ra luôn ấy. Nó, nên là mình mong là cái game này nó chỉ đòi RAM 2GB. Đồ họa như này đòi RAM 4GB là chắc chắn rồi, nhưng mà mong nó sẽ đòi đồ họa RAM 2GB. Mong thế. Ok. Tiếp theo là trang web chính thức của game Play Vandora, của game Valorant sẽ là cái này. Và playvaloran.com touch v gạch chéo vn. Hiện tại là mới chỉ có như thế này thôi. Những pha đấu súng gay cấn. Hãy kết nối với chúng tôi. Mình mong là nó đòi hỏi cấu họa cấu cấu hình đồ họa thấp, tại vì mình sẽ chơi trò này, mình thề một câu luôn, mình sẽ chơi trò này, tại vì là riêng về mấy game bắn súng thì mình ngán rất nhiều trò, ví dụ như là bắn CF chẳng hạn. CF mình bắn không được giỏi đâu, nhưng mà nói thật là chơi con game đấy á, Công nếu nạp tiền vào bây giờ thì còn lấy được súng VIP, chứ hồi xưa Công phải nạp vào mới lấy được, hiếm khi nó có sự kiện lắm. Bây giờ thì còn có thể lấy được nhiều súng xịn nhé. Hồi xưa thì hơi khó lấy, hơi khó đấy nhá, tôi chỉ bảo hơi khó chứ tôi không bảo là không lấy được nhá. Ok rồi, mới chỉ lúc đầu chuẩn bị ra bắt phiên bản beta, nhưng Valorant sẽ có khoảng 17 vũ khí và có các loại súng như AR, SMG, Sniper, Shotgun, Pistol, thì đúng rồi, mấy loại cơ bản của game rồi. Điều đáng chú ý nhất là sẽ có thêm cả súng máy hạng nặng như kiểu Galingan này. Ok, bộ súng cũng được thay đổi tên khá nhiều, Mauser là Sniper, Vander là AK-47, Operator là AWP. Cho mấy ông không biết thì AWP nó là cái khẩu khẩu mẹ gì nhỉ, Công bắn PUBG gọi là cốp mà mình chả biết đâu, quê vãi luôn ấy. Spectre là MP5, Aros là LMG, Guardian là DMR. Mình đã biết đọc kiểu gì. Riot cũng đã hợp tác với nhà mạng để game thủ có thể chơi game ở 30 đến 40 ping, sẽ không có sự giật lag hay quá tải server xảy ra, và Lara là công cụ độc quyền của Riot dùng để phát triển các hacker Vanguard trong game và trừng trị họ khi Riot thực sự muốn trò chơi phát triển, chứ không phải đi vào vết xe đổ những trò chơi đã bị hacker phá nát. Giả sử nhá, PUBG. Ông nào mẹ đang đang bắn PUBG mà nó mẹ tự nhiên có cái máy bay, có cái xe ô tô nó lăn qua đầu xong rồi nó rẹt qua mình, chết mẹ khi nào không biết. Khá là Set Hàn Quốc, Cyber Morocco, Phoenix Phoenix Anh, Viper Mỹ, Sova Nga, Ariston Mỹ, Sage Trung Quốc, Omen. Thông tin của nhân vật này vẫn chưa được Riot công bố. Sao không có Việt Nam? Việt Nam đâu? Where's Việt Nam? Cầu hình yêu cầu. Có 60 FPS. Trời ơi, máy mình nếu chơi được rồi. Cầu hình CPU. Ue, mình đoán không sai mà, nó đòi RAM 4GB. Windows 7, 8, 10, 64 bit. Để mình xem nào. Không. Ui mẹ, đúng là một 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 sự buồn không hề nhẹ. Fucking bullshit. Ue, bỏ mẹ đi, éo chơi game đâu. Thôi để hôm nào mấy thằng bạn nó rủ ra net chơi. Ok, thì đây là toàn bộ thông tin về cái con game này. Hết. Nó end video. Thế thôi, chả còn gì nữa. Bye các bạn.